Dạ, kính thưa quý vị, sau đây là cái phần tóm lược của bài pháp ngày hôm nay. Đầu tiên thì ngài ngài Hòa thượng Thiền sư đọc lên cái câu kệ mà chúng ta thường biết, là tiếng Phạn gọi là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và thông thường thì các kinh điển Phật giáo lại thường dịch là: Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài chứng ngộ không thầy chỉ dạy. Sau khi đọc lên câu kệ đảnh lễ Đức Phật rồi, thì Ngài nói vắn tắt tóm lược lại buổi pháp ngày hôm qua. Rồi sau đó cái ngài nói về câu chuyện của vị sư Otiya, là vì khi vị ấy hỏi Đức Phật làm thế nào để vị ấy có thể làm cho các phiền não được được thiêu đốt đi, và sau đó thì câu trả lời của Đức Phật. Đó là bài bài thuyết pháp ngày hôm nay của Hòa thượng. Thì giống như quý vị đã biết, ngày hôm qua ngài ngài bắt đầu bằng cái câu kệ Đức Phật thường hay nhắc nhở tất cả các vị tỳ khưu, đó là cái câu là Appamadena Bhikkhave Sampadetha, và câu đó có nghĩa là: Này các con không nên dễ vui, lúc nào cũng phải nên tinh cần tỉnh giác, luôn có chánh niệm. Và Đức Phật thường nhắc câu ấy luôn đối với tất cả các vị đệ tử của Ngài. Và Ngài Thiền sư cũng nhắc lại về cái thời khóa biểu của Đức Phật, để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật làm việc gần như là 21 tiếng trong vòng một ngày, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ khuya. Mà Ngài làm việc như vậy không ngoài cái mục đích nào khác là vì Ngài muốn cứu độ cho tất cả chúng sanh. Và khi mà chúng ta thấy được là Ngài làm việc như vậy đó, thì chúng ta sẽ ráng tinh tấn nhiều hơn để mà tỏ lòng biết ơn Ngài. Và cái cách mà biết ơn Ngài cao thượng nhất, không có gì ngoài ngoài không có gì khác, là chúng ta phải thực hành theo những cái gì mà Ngài chỉ dạy. Thế thì như vậy đó, chúng ta phải thực hành như thế nào? Thì cái câu trả lời đó đó, thì Ngài Hòa thượng Thiền sư kể cho chúng ta một cái câu chuyện gọi là câu chuyện của vị sư Otiya. Vào thuở nọ thì ở ở tại kỳ viên Tịnh Xá, vị sư Otiya đến gặp Đức Phật. Vị ấy đảnh lễ Phật rồi ngồi qua một bên thích rồi ngồi qua cái chỗ thích đáng kế bên. Sau đó thì vị sư đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ xin Ngài chỉ dùm cho con cái phương cách nào mà con có thể làm cho những cái tâm ô nhiễm của con nó được thiêu đốt và mất đi. Thì vị sư Otiya này, khi mà vị ấy xuất gia đó, thì vị ấy có một cái tâm niệm là vị ấy phải làm sao để mà vị ấy thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này. Và sau khi mà bạch ngài sau khi vị ấy bạch bạch Đức Thế Tôn như vậy, thì vị ấy cũng nói thêm rằng sau khi Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rồi đó, thì con sẽ đi tìm một cái nơi an tịnh, vì khi mà có cái nơi an tịnh thì con sẽ dễ có được tâm định hơn, và con sẽ cố gắng không có nói chuyện với ai hết. Ngài Thiền sư cũng cũng xin nhắc thêm rằng, khi mà vị ấy thưa với Đức Phật là con sẽ đi tìm một cái nơi thanh vắng để mà hành thiền,
thì quý vị cũng có thể nghĩ rằng thiền viện ở đây là một nơi thanh vắng để mà hành thiền. Nếu như quý vị không có nhìn xung quanh và quý vị ráng không có nói chuyện hay là không có nếu như quý vị không nói chuyện hay là quý vị không có nhìn hay là quý vị không có bắt liên lạc với lại những cái người thiền sinh xung quanh, vì đôi khi chúng ta không có nói nhưng mà chúng ta có thể cúi đầu hay là chúng ta nói qua hay là chúng ta có thể cúi đầu chào hay là chúng ta nói qua cặp mắt hay là nói qua tai hay là chân. Dạ thưa, không có chân, chỉ có cái tai thôi. Thì nếu như quý vị ở trong trung tâm thiền viện này mà quý vị yên lặng, không nói chuyện, không chào hỏi thì cũng giống như quý vị đang ở một cái nơi thanh vắng vậy. Và cái điều tối cần nhất đó là lúc nào chúng ta cũng nên quan sát hay là có chánh niệm về thân và tâm của mình, lúc nào cũng vậy hết, liên tục. Tại vì điều đó là cái điều tối quan trọng. Khi mà Đức Phật dùng cái chữ Appamattha đây nghĩa là không dễ vui. Không dễ vui ở đây nghĩa là lúc nào cũng phải có cái sự cố gắng để mà quan sát những cái gì xảy ra trong thân hay tâm. Mà cũng có thể nói tóm tắt lại là lúc nào cũng phải có chánh niệm hết. Mà lúc nào cũng có chánh niệm ở đây còn có nghĩa rằng là chúng ta phải quan sát tất cả những cái đối tượng nào rõ nhất xảy ra trong một trong 6 giác quan, vì chúng ta có tất cả là 6 giác quan mà mình không có thể nào coi được 6 cái đối tượng cùng một lúc, nên chúng ta chỉ quan sát cái đối tượng nào rõ nhất trong 6 giác quan. Như vậy khi mà chúng ta thấy thì chúng ta cũng phải biết là đang thấy, hay chúng ta nghe chúng ta cũng phải biết là đang nghe, nếu mà chúng ta đang ngửi thì cũng biết là mùi, và nếu như đang nếm thì cũng biết là vị, còn thân đang xúc chạm cái gì thì cũng biết là nó đang xúc chạm. Và khi mà có những cái tư tưởng xảy ra trong tâm thì chúng ta cũng biết là có những cái tư tưởng đang xảy ra, hay là có những cái trạng thái tâm vui vẻ hay là đau buồn hay là sân hận, luyến tiếc, lo lắng, tất cả những cái gì xảy ra trong tâm thì chúng ta cũng cần phải biết hết. Nói tóm lại là tất cả những cái gì xảy ra trong thân và tâm này thì chúng ta lúc nào cũng phải biết. Khi mà chúng ta nỗ lực để mà quan sát những cái gì xảy ra trong trong thân và tâm này đó, thì lúc đó những cái tâm phiền não nó mới được thiêu đốt đi. Thì ở đây ngài ngài thiền sư có cho một cái ví dụ là có một cái trái cầu rất là nóng. Khi mà cái trái cầu nóng như vậy đó thì các con ruồi muỗi nó sẽ không có bay đến, là tại vì trái cầu đó phát ra cái sức nóng. Thì cái sức nóng của cái trái cầu đó được ví như là cái sự tinh tấn. Tại vì khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn rồi đó thì những cái tâm phiền não sẽ không có cơ hội để mà phát triển lên. Ở đây ngài dùng cái chữ là atapi. Atapi ở đây đó là một cái chữ tiếng Phạn có nghĩa là dùng
cái sự cố gắng để mà thiêu đốt phiền não hay là thiêu đốt những cái tâm ô nhiễm. Thông thường chúng ta đó, những cái tâm ô nhiễm mà nó được sanh lên đó là vì chúng ta không là tại vì chúng ta thiếu cái niệm hay là thiếu thiếu cái sự quan sát về những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm. Nếu như mà người hành giả lúc nào cũng có chánh niệm hay là lúc nào cũng biết hay là cũng quan sát những cái ô nhiễm, những cái tâm ô nhiễm nó đang xảy ra, những cái tâm ô nhiễm nó đang hiện khởi hay là nó đang phát lên đó, và thường những cái tâm ô nhiễm đó không có cái gì khác hơn đó là tâm tham, tâm sân, luyến ái, thương, giận, buồn rầu, lo sợ, hồi hộp, tính toán, bõn xẻn, đó là những cái tâm phiền não. Khi mà người hành giả không có chánh niệm đó thì những cái tâm phiền não đó sẽ có dịp để mà sanh khởi lên. Và vị sư Otiya cũng bạch với Đức Thế Tôn rằng: con sẽ tìm một nơi thanh vắng, con sẽ không có nói chuyện với ai hết, và con sẽ cố gắng tập bốn cái sự cố gắng, gọi là bốn cái sự cố gắng đặc biệt hay là thường gọi là tứ chánh cần. Thì bốn sự cố gắng đặc biệt ở đây đó, cái sự cố gắng thứ nhất đó là cố gắng không cho những cái tâm bất thiện phát sanh. Đây là nói về những cái tâm bất thiện mà hồi đó tới tới bây giờ không có phát sanh, thì nó đã không có phát sanh rồi thì chúng ta cũng hãy nên cố gắng để cho nó đừng có dịp phát sanh lên. Cái sự cố gắng thứ hai đó là cái cố gắng đừng có để những cái tâm bất thiện nào nó đã lỡ lên rồi mà nó có cơ hội để mà phát triển thêm. Thì ở đây sư cũng xin nhắc lại đó là cái cố gắng thứ nhất là những cái tâm bất thiện mà chưa có dịp phát sanh lên, chúng ta không nên để cho nó phát sanh lên. Cái cố gắng thứ hai đó là những cái tâm bất thiện nào đã lỡ lên rồi thì chúng ta đừng có cho nó tăng thêm nữa mà hãy để cho nó ngừng ở đó đi và mất đi. Sở dĩ đó mà có cái sự cố gắng như vậy đó là sư cũng xin nói thêm đó là thông thường đó cái tâm ô nhiễm đó được chia ra làm hai loại. Đó là một cái đó cái loại ô nhiễm tâm ngủ ngầm trong trong tâm của chúng ta, và cái loại ô nhiễm tâm thứ hai đó thì nó ngủ ngầm ở trong đối tượng. Khi mà người hành giả liên tục cố gắng để mà quan sát hay là liên tục cố gắng niệm đó thì lúc ấy những cái tâm phiền não không có dịp phát sanh lên. Ví dụ như khi người ấy thấy mà người ấy biết rằng đang thấy thì lúc ấy cái sự bám níu vào vào cái đối tượng không có dịp phát sanh lên, hay là khi người ấy thấy một cái vật gì đó mà không có được xinh đẹp lắm thì lúc đó người ấy có thể có được cái tâm sân. Thì nếu như người ấy biết được là đang sân 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 thì cái sân đó nó sẽ ngừng ở ngay đó, thì lúc đó người đó làm cho những cái tâm ô nhiễm trong cái đối tượng nó sẽ ngừng lại. Hoặc là khi người ấy nghe, nếu như đó là một cái bản nhạc hay thì thông thường đó người ấy sẽ có cái tâm thích và bám níu vào những cái lời hay đó. Nếu như người ấy lúc đó biết rằng đang thích thì cái tâm ô nhiễm nó cũng sẽ ngừng ở đó và nó không có cái gì phát triển ra. Còn
hay là khi mà người ấy đang đi kinh hành hay người ấy đang ngồi hành thiền mà có những cái tiếng động nó ồn ào quá, thì đôi khi người ấy sẽ có cái tâm sân lên. Nếu như người ấy quan sát được là sân nó đang nổi lên, thì như vậy thì cái tâm sân nó sẽ ngừng ở đó. Như vậy khi mà những cái đối tượng qua mắt, qua tai hay là qua cái sự xúc giác, qua cái ngửi, qua cái vị, hay là những cái đối tượng mà đi qua tâm, nếu như người hành giả quan sát chặt chẽ thì người ấy sẽ không có cho những cái tâm ô nhiễm có dịp để mà phát sanh lên. Thì như vậy đó, người ấy đã chặn đứng được, hay là người ấy đã đuổi đi, hay là người ấy đã làm cho những cái tâm ô nhiễm đó nó được lắng dịu xuống. Nhưng mà ở đây thì quý vị cũng nên hiểu rằng qua cái thiền minh sát thì những cái tâm ô nhiễm đó chỉ được lắng lắng dịu xuống mà thôi. Nhưng mà còn có một cái tâm ô nhiễm khác nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Và những cái tâm ô nhiễm mà ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, nó chỉ có thể được bứng gốc rễ đi đó, chỉ có khi nào mà chúng ta đắc được đạo và quả. Chỉ có đạo và quả mới có đủ khả năng bứng tận gốc rễ của những cái tâm ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm chúng ta mà thôi. Thì ở đây sư cũng xin nhắc lại là tứ chánh cần đó thì có bốn cái cố gắng đặc biệt, và cái cố gắng cái thứ nhất đó là cố gắng không có cho những cái tâm bất thiện nào chưa phát sanh mà dạ thưa xin lỗi ở đây đó là cố gắng không có cho những cái tâm bất thiện phát sanh. Những cái tâm bất thiện đó chưa có sanh lên thì cũng đừng có cho nó cơ hội để sanh lên. Và cái sự cố gắng thứ nhì đó là đừng có phạm những cái điều bất thiện nào mà nó đã lỡ phát sanh rồi, thì đừng có cho nó phát triển ra thêm nữa. Và cái điều cố gắng thứ ba đó là cố gắng làm những cái điều thiện mà từ đó tới giờ mình chưa có làm. Ví dụ như quý vị mà chưa có bố thí thì bây giờ quý vị hãy nên tập làm đi. Còn nếu như quý vị nào đã có bố thí rồi mà quý vị chưa có giữ giới, thì quý vị cũng cũng hãy tập làm những cái điều thiện đó đi. Nghĩa là chúng ta nên tập làm những cái điều thiện nào mà trước tới giờ mình chưa có làm. Và cái điều cố gắng thứ tư ở đây đó là chúng ta hãy nên cố gắng tăng trưởng thêm những cái điều thiện nào mà mình đã có rồi. Nếu như quý vị đã thường hay bố thí rồi thì chúng ta hãy nên cố gắng bố thí thêm nữa. Còn nếu như chúng ta đã giữ giữ giới rồi thì bây giờ chúng ta hãy nên giữ thêm nữa đi. Là tại vì nói là giữ giới nhưng mà thật sự ra nó có rất là nhiều tầng, từ cái thô sơ đi đến cái phần rất là tế nhị. Còn nếu như quý vị đã có tập chánh niệm rồi lúc trước, thì bây giờ quý vị cũng hãy nên cố gắng phát triển thêm nó đi. Nghĩa là lúc trước quý vị có chánh niệm ít ít thì bây giờ hãy nên làm cho nó liên tục hơn, cố gắng tăng trưởng nó lên. Khi mà quý vị cố gắng phát triển thêm cái tứ chánh cần hay là bốn cái sự cố gắng đặc biệt này rồi, thì quý vị sẽ làm cho những cái tâm ô nhiễm của mình càng lúc càng bị thiêu đốt và càng bị khô đi. Thì ở đây vị thiền sư muốn nói rằng chúng ta hãy nên tinh cần tỉnh giác để có chánh niệm liên tục và không màng gì đến thể xác này hay là cuộc sống này hết. Và tinh cần tỉnh giác ở đây có nghĩa là
lúc nào cũng cố gắng để quan sát liên tục. Thì vị sư Utiya mới bạch Đức Phật rằng: con sẽ đi tìm một cái nơi vắng lặng, con sẽ không có nói chuyện với ai hết, và con sẽ cố gắng thực hành bốn cái điều cao thượng này. Sau đó thì Đức Phật mới nói rằng: trước khi con thực hành tứ niệm xứ đó, thì có hai điều mà con cần phải làm. Điều thứ nhất là con phải giữ giới cho được trong sạch. Điều thứ nhì là con phải có chánh kiến. Chánh kiến ở đây đó là con phải hiểu về luật nhân quả. Thì ở đây sư thuyết về ngũ giới trước. Ngũ giới ở đây thì quý vị cũng đã biết rồi đó, là có năm cái giới tối thiểu mà chúng ta lúc nào cũng nên cố gắng để mà thực tập. Đó là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai. Thì cái tai hại mà của cái sự không có giữ giới đó là khi mà cái người ấy hồi tưởng lại những cái công việc mình làm thì cái tâm của người ấy không có được bình yên. Và cái người không có được giữ giới thì thường hay bị những cái bậc thánh tăng chê cười và chỉ trích. Và cái hậu quả mà trước mắt của một cái người không có giữ giới là người ấy làm những cái gì mà bị phạm pháp và bị chánh phủ phạt. Đó là những cái kết quả không có tốt của cái sự không có giữ giới cho được trong sạch ngay trong kiếp sống này. Còn ở vào cái kiếp vị lai đó, thì cái người mà phạm giới đó thì thường người ấy sẽ bị sanh vào bốn đường ác đạo. Đó là người ấy sẽ bị đầu thai vào súc sanh, vào ngạ quỷ hay là những loại quỷ đói, hay là bị sanh vào cõi Atula, hay là người ấy sẽ bị sanh vào cõi cõi địa ngục. Đó là những cái sự không có được tốt đẹp khi mà một cái người không có giữ giới trong sạch. Như vậy đó, cái người mà giữ được năm ngũ giới cho được trong sạch đó, thì người ấy sẽ được rất là nhiều lợi ích. Mà những cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được đó, thì cái tâm của người ấy lúc nào cũng được bình yên hết. Và người ấy là một con người và một người công dân rất tốt. Người ấy sẽ được bảo vệ và không có bị những cái sự tai hại nào mà có thể đến với người ấy được. Và khi cái người mà giữ giới trong sạch đó, người ấy đi đến đâu người ấy cũng rất là thoải mái, không có sợ cái gì hết. Tại vì trong tâm của người ấy không có làm một cái điều gì mà phải hổ thẹn hết. Và khi người ấy làm việc để mà nuôi mạng, thì người ấy làm việc nuôi mạng chân chánh. Người ấy rất được thoải mái trong tâm của mình. Và khi mà người ấy mất đi đó, trước khi người ấy mất đó, tâm của người ấy sẽ được bình thản. Tại vì khi mà người ấy suy nghĩ lại cuộc đời của mình, người ấy thấy rằng tôi không có làm những cái gì mà phạm giới hết, nên tâm người ấy sẽ được bình thản. Và khi tâm người ấy bình thản, người ấy sẽ chết trong chánh niệm. Và khi người ấy mất đi trong chánh niệm như vậy đó, thì cái lợi kế của người ấy trong kiếp vị lai là người ấy có thể sanh ra
trong một cái gia đình giàu có, hay là người ấy sẽ được sanh lên cõi trời? Ở trong khóa thiền này đó, thì các vị thiền sinh ở đây không những giữ năm giới mà quý vị ở đây giữ được tới tới 8 giới lận. Khi mà quý vị giữ giới nhiều như vậy thì cái sự lợi ích nó càng tăng thêm. Và quý vị khi mà quý vị giữ được 8 giới như vậy thì dễ dàng hơn cho tâm của thì dễ dàng hơn cho tâm định phát triển. Và khi mà tâm định được phát triển rồi thì quý vị sẽ hiểu thấu được thực tướng của vạn vật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và ở đây sư xin mở ngoặc và kể một cái câu chuyện về về tiền thân của Đức Phật. Thì vào thuở ấy đó, ở tại thành Varanasi có một cái vị có một cái vị rất là giàu, à có một cái vị có một cái vị triệu phú tên là Tusi Warinara. Và cái vị triệu phú này đó là một cái người rất là cao thượng, là tại vì vào những cái lễ gọi là Uposatha đây, thì tôi không biết cái chữ Uposatha đối với người Miến đó, khi mà vào cái mùa nhập hạ đó thì một tuần có một ngày, còn khi mà không có trong cái mùa nhập hạ đó thì là một tháng 2 lần. Nên tôi không biết ở đây có thể là chắc là rằm với lại 30. Thì khi vào những cái ngày ngày này đó thì cái vị triệu phú này lúc nào cũng giữ bát quan trai, và vị ấy muốn tất cả những cái người tôi tớ trong nhà cũng phải giữ bát quan trai luôn nữa. Thì lúc đó đó tiền thân của Đức Phật đó là Bồ Tát, thì Bồ Tát đến để mà xin việc làm trong nhà của vị triệu phú này. Thông thường đó mỗi lần mà có những ai đến 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 xin làm việc thì vị triệu phú này đều nói rằng một trong những cái điều cần phải làm đó là cái người làm công đó phải ráng giữ bát quan trai. Nhưng mà cái hôm ấy đó thì cái vị triệu phú quên nói với lại vị Bồ Tát rằng trong nhà ông ấy khi mà cái ngày chắc là rằm với 30 mà đến đó thì mọi người trong nhà đều phải giữ bát quan trai hết. Rất tiếc là đến đây đó, thì ngài thiền sư lại nói rằng giờ đã hết rồi, thì ngài xin tiếp tục cái câu chuyện này vào ngày mai. Và tới đây thì thời pháp xin chấm dứt. Sa đu, sa đu, sa đu.